ưng phát vô thượng bồ đề chi tâm phục đương chuyên niệm cực lạc quốc độ đây là phật bồ tát đang khuyên chúng ta ở trên nói thật sự nghe rõ ràng thật sự nghe hiểu thì nên phát tâm vô thượng bồ đề Tâm vô thượng Bồ Đề là tinh thật Thật muốn đến thế giới cực lạ Thật muốn thân cận Phật A-di-đà Đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề Khi đã phát tâm Quý vị cần phải chuyên niệm Mọi lúc mọi nơi trong tâm Chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Tất cả đều buông bỏ Nếu thật sự đạt đến cảnh giới này Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Tùy thời cơ có thể đi Quý vị muốn bây giờ tôi đi Bên đó Phật A-di-đà đã nhận được tình tức Ngay lập tức liền đến tiếp dẫn hoàn toàn không có chút chướng ngại nào vì thế đến thế giới cực lạc khi nào đi quyền này tự mình quyết định không do người khác thao túng cũng không phải phật a di đà thao túng là do chính chúng ta muốn khi nào đi thì khi đó đi Chỉ cần tin thật nguyện thiết Ngẫu các đại sư nói rất hay có thể làm chứng cho chúng ta. Trong Kim Di Đà yếu dạy nói: Có thể giảng sanh hay không, toàn là ở chỗ có tín nguyện hay không. Không nói niệm Phật Quý vị tin thật Đồng ý đi liền quyết định được giảng sanh Sau khi giảng sanh định thế giới cực lạc Phẩm vị cao thật Đó là công phu niệm Phật của quý vị Sâu hay cạn Vì thì công phu niệm Phật Thế giới cực lạc là phẩm vị Công phu thâm sâu Thì phẩm vị cao có vô cạn thì phẩm gì thấp Nói một cách rõ ràng, minh bạch Thực tế mà nói Phẩm vị thế giới Tây Phương cực lạ Có thể không cần để trong lòng Để trong lòng là chướng ngại Không nên quan tâm đến nó Tinh thật nguyện thiết Như ngẫu Ích Đại Sư nói Hạ hạ phẩm giảng sanh Tôi đã rất vừa ý rồi Vì sao vậy Vì hạ hạ phẩm giảng sanh Sanh đến thế giới Tây Phương Cực lạ Đều làm A à Duy diệt Trí Bồ Tát Điều này không tuyệt vời sao A à, Duy Việt Trí Bồ Tát là gì Thượng Thượng Phẩm Ý này không phải là nói hạ hạ phẩm giảng sanh đến thế giới cực lạc Hưởng đại ngộ của thượng thượng phẩm Sự gì không phải như vậy sao Vì sao có sự việc này Đây là thù thắng của thế giới cực lạc Oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trị Trong quốc độ của chư Phật khác không có Điều này chỉ có ở thế giới cực lạ Hạ hạ phẩm giảng sanh Nhưng hưởng đãi ngộ của thượng thượng phẩm Chúng ta tin rằng bổ nguyện của Phật A-di-đà Tuyệt đối không phải gạt chúng ta Nguyện nguyện của Ngài đều thành tựu Nguyện nguyện đều viên mạng Vì thị đến thế giới cực lạc là thấy được 48 nguyện của Phật A-di-đà Nên Chúng ta thật rõ ràng Thật minh bạch Nên phát nguyện chăng Thật nên phát tâm vô thượng Bồ Đề Nên nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà Chuyên niệm thế giới cực lạ Những điều khác đều không nghĩ đến Nghĩ gì khác đều gọi là vọng tưởng Đều gọi là chướng ngại Thế giới cực lạ chúng ta đã nắm chắc